mình sẽ hướng dẫn các bạn về một số công thức trong cái bộ sản phẩm trà chanh nhé. Chúng ta có cái sản phẩm bộ công thức trà chanh Bụi Phố ở đây, có rất là nhiều món: ô long tắc chanh leo, ô hổ đào tư quý, ô long tắc thơm, có rất là nhiều món luôn. Thì khi các bạn nhận được cái sản phẩm trà mẫu thì đã có đầy đủ cái nguyên liệu cũng như công thức để có thể pha chế. Tất nhiên các bạn mua cái sản phẩm bộ tiết kiệm thì sẽ pha chế được một vài món thôi, còn thiếu một chút. Cái đó rất phù hợp cho những bạn đã có quán đã bán hàng rồi, đầy đủ nguyên liệu rồi thì cần thêm công thức thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn một số món nhé. Thì đầu tiên khi mà các bạn nhận được cái sản phẩm bộ công thức trà chanh Bụi Phố thì ngay trang thứ hai các bạn có phần hướng dẫn sử dụng, có mã QR code để các bạn có thể truy cập được cái link YouTube để video các bạn có thể sử dụng Zalo. Đó, truy cập rất là đơn giản luôn. Và trong cái YouTube đó, Tân Hoàng Trà TV, thì có đầy đủ các cái video hướng dẫn ủ trà cũng như công thức để làm các cái sản phẩm này. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn một món nhé. Chúng ta sẽ chọn món gì đây nhỉ? Ok, có rất là nhiều món. Chúng ta sẽ bắt đầu với một món rất là nổi tiếng đi. Chúng ta sẽ bắt đầu với món trà chanh chém gió nhé. Sản phẩm công thức, chúng ta sẽ cần trà xanh nhài Gong Cha, chanh tươi, mật ong, đường và đá. Rồi, sau đó mình đã chuẩn bị xong sản phẩm. Đây là sản phẩm trà xanh nhài sau khi chúng ta đã ủ nhé. Đây là chanh tươi, đây là mật ong, đây là đường nước, đây là đá. Chúng ta sẽ bắt đầu thao tác pha chế nhé. Các bạn để ý một chút là chanh tươi là 7ml, thế nên là chúng ta sẽ vắt chanh này ra. Chúng ta sẽ vắt chanh ra chứ không sử dụng nguyên cả quả như thế này nhé. Chúng ta vắt chanh ra. Có một số nơi thì các bạn có thể là đến lúc nào khách đến thì chúng ta mới vắt để cho đỡ đắng. Tuy nhiên một cái kinh nghiệm của mình là khi các bạn chọn chanh, các bạn chọn sản phẩm chanh không hạt nhé. Thì khi không có hạt cắt ra thì nó sẽ để được bảo quản ở trong tủ lạnh thì nó sẽ không bị đắng. Nguyên nhân bị đắng là chúng ta cắt hạt. Cái hạt thì có cái tinh chất và trong hạt thì để lâu nó sẽ bị ngâm đắng. Đó, thì cái các bạn sử dụng sản phẩm chanh không hạt, vỏ rất to và chúng ta có thể dùng cái máy vắt cam cũng có thể vắt được, rất là tiện lợi luôn. Rồi, sản phẩm mật ong. Sản phẩm mật ong thì các bạn lưu ý một chút là sản phẩm mật ong thì mình không dùng sản phẩm mật ong Hoa Nhãn nhé. Mình sử dụng sản phẩm mật ong công nghiệp bình thường. Sản phẩm mật ong công nghiệp bình thường có một ưu điểm rất lớn, đó là không có mùi đặc trưng riêng gì cả. Nó chỉ có mùi mật ong thôi, nó rất phù hợp chúng ta pha chế. Các bạn tưởng tượng khi chúng ta uống một cốc trà chanh chém gió mà nó lại có thêm một chút mùi Hoa Nhãn thì nó không được đúng cho lắm. Nên là mình sẽ chỉ sử dụng loại mật ong công nghiệp thôi. Giá thành rất là tốt luôn, để giúp cho các bạn có thể bán một cốc 10.000 với giá cốt chỉ khoảng 2-3.000 thôi, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ bắt đầu thao tác nhé. Một cái trích nhỏ cho các bạn ở đây là các bạn có thể thấy ở đây là cái lượng mình đang làm cho một cốc size M. Khi các bạn thực hành ở nhà thì tất nhiên chúng ta có thể chỉ thực hành một nửa lượng như này thôi để chúng ta có thể thao tác được một cái cốc uống để biết vị nó như thế nào và thao tác vẫn chuẩn. Trong khi đó chúng ta tiết kiệm nguyên liệu để làm được nhiều món khác hoặc thực hành hai lần đi nữa, nó cũng rất là ok nhé. Chúng ta bắt đầu thao tác. Mình sẽ sử dụng là 150ml hồng trà, 150ml trà xanh nhài. Ok, sau đó chúng ta thêm chanh. Mình sẽ bắt chanh. Đường.
súp đá. Một súp đá. Đậy nắp lại. Ta nắp đều. Nêm thử một chút. Trà rất thơm, có vị chanh nhưng không quá chua bởi vì chúng ta đã sử dụng mật ong để át lên cái vị chát ngắt của cái vị chanh và chỉ chua nhẹ nhàng dịu dàng. Nếu các bạn không sử dụng mật ong thì cái vị các bạn sẽ phải tăng sản phẩm đường lên, tuy nhiên chanh vẫn ngọt mà nó vẫn rất là khé khổ. Đó là cái ưu điểm của mật ong. Chúng ta sẽ rót vào cốc. Với những lát chanh mà chúng ta đã vừa cắt lúc nãy, như vậy là mình đã hoàn thành một cốc trà chanh. Sản phẩm này thì rất là đơn giản và dễ làm thôi. Chúc các bạn thành công nhé.